Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cu Lầy TV. Hôm nay Cu Lầy sẽ mở hộp đồ chơi, đó là bộ đồ chơi các động lực nặng kem Ice Cream Store. Bộ đồ chơi các động lực làm kem, các động lực nha. Đó, đẹp chưa nè. Bây giờ Cu Lầy sẽ tháo ra play xem chơi thế nào. Đầu tiên là chúng ta phải tháo hộp ra, bóc những mẫu cát đẹp ra nào. Ây dạ, Cu Lầy tháo ngược rồi. Kệ nó đi, tháo luôn. Wow, hai màu. Cu Lầy có hai màu. Đây là cái chỗ chúng ta đựng cát. Khá hay. Màu xanh và màu tím. Đúng rồi. That's right. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra nè. Kem là kem dụng cụ của chúng ta. À, dụng cụ đồ chơi các động lực. Ai à, mình sẽ tháo ra. Nặng kem muỗng mốt nè. Ly kem của chúng ta. Wow, đẹp đó. Nè, cái cốc đựng kem, ly kem luôn, 2 ly, 3 ly kem, nhiều kem quá. Muỗng múc nè. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt tay vào làm việc thôi. Phải tháo bộ đồ chơi kem ra đã. Cát ra chứ. Đây, đầu tiên nó chính là bệt màu xanh. Rồi là một cái kem màu xanh trước nha. Wow, ấn xuống, ôi nó mềm quá. Đây nè, đã chưa, dẻo lắm, như đất sét vậy nhưng mà là cát. Ồ, rồi đè nó xuống nè, chọn nó lên. Ồ, cái con gì rớt đây nè, ghê quá, bắt nó giật ra ngoài, ghê quá đi. À, xong rồi, giật nó ra rồi, rồi giật nó ra rồi. Wow, bây giờ Cu Lầy sẽ làm một cái kem. Xúc lên, mở vô. À, chúng ta phải có cái khuôn chứ. Khuôn kem này nè. Mở vô, dứt mở vô. Nảy xuống, đè nó mạnh xuống. Cái khuôn này mình cũng phải dùng đất sét làm cũng được nữa. Đất sét lay đồ á. Rồi, quét nó đi. Chưa, Cu Lầy còn phải lăn nữa. Mở vô, có đồ lăn nè. Lăn cho nó mịn, mịn luôn. Wow. Rồi, kéo cát nha. Xong. Bây giờ Cu Lầy sẽ ném sang một bên và làm cái kem. Wow, thêm một miếng nữa. Cố lên các bạn, hãy đăng ký là thành viên của Cu Lầy TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nha. Wow, Cu Lầy được một cái kem màu xanh rồi. Wow, đẹp chưa? Khá là đẹp. À, bây giờ Cu Lầy sẽ lấy cốc kem ở bên ngoài. Tiếp đến, Cu Lầy sẽ làm một cốc kem nữa. Đây, một cốc kem màu xanh luôn. Nhẹ vào. Rồi sẽ lăn. Lăn cho nó chặt vào. Wow, kem này mình sẽ làm gì đây? Mình sẽ cho nó dung lên luôn. Dung lên. Đó, này giống kem ký gì đó. Rồi sẽ bóp lại. Nhìn đến hấp dẫn.
được chưa các bạn? Cô là nghĩ được rồi đó. Wow. Sao? Hai cốc kem. Đây, bây giờ cô này sẽ cất màu xanh vô, cô này lấy màu tím ra làm hai cốc kem còn lại. Vứt bỏ vô đây cái đã. Lấy ra chơi vậy mình không lẫn màu vô, mình chơi được lâu. Còn mình mà để lẫn màu vô chơi không được lâu đâu. Mình xúc nó vô. Các bạn hãy đăng ký thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nha. Sắp xong rồi, mình cũng phải chơi màu tím rồi. Rồi, chút nó vô. Xong, hoàn thành. Còn nước ở đâu rớt ra ngoài kệ đi. Bỏ đi. Giờ cô này cho chút màu tím vào. Tím đâu? Màu tím đây. Màu tím, màu tím. Đúng quá. Đó. Xong. Bây giờ cũng như vậy, mình tán nó ra cho nó mịn đó. Đầu tiên phải làm cho nó mịn. Đất sét các động lực. Không phải đất sét đâu, vì nó nhầm. Còn cục cục là để lâu quá đó, nó thành cục. Xong rồi. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta sẽ múc bỏ vô kem chứ gì nữa. Làm cái kem màu tím. À, đồ xúc của chúng ta đây. Nè, đầu tiên làm cái này đi. Cốc kem màu tím. Kem nè. Rồi, đang á. Thêm một miếng nữa. Rồi, đang á. Rồi, tạm thời là như vậy. Để ở ngoài. Kế đến, chúng ta sử dụng cái khuôn. Thật lên. Chưa được. Thêm nữa. Cái này phải được. Ok. À, hiện tại sẽ ập nó vô. Wow, vậy ta được một cái kem rồi. Tém cho nó gọn lại. Đó. Hoàn thành cốc kem màu tím. Để ngoài. Đây. Tiếp theo chúng ta làm cốc kem còn lại. Oh yeah. Gần được rồi. Xong một phần. Chúng ta sẽ làm phần còn lại. Hợp lên. Xong, hoàn thành. Và bây giờ các bạn ơi, chúng ta cùng nhau ăn kem thôi. Ăn kem nào. Kem tuyệt vời. Kem thơm ngon. Kem bổ dưỡng. Wow. Cốc kem của chúng ta hoàn thành. Oh yeah. Đẹp chưa? Măm 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 măm. Ăn kem đi. Ăn kem đi các bạn ơi. Ăn kem các động lực nè. Ăn không có được đâu nha. Nói chơi thôi chứ ăn không có được đâu. Các bạn đừng có ăn đó. Và các bạn thấy hay thì bấm like, share và đăng ký kênh Cu Lì TV. Cu Lì cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Cu Lì. Cu Lì hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Chúng ta cùng nhau chơi tiếp nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.